Dạ, cô Trinh có tác phẩm này nè cô. Cô đến từ Quy Nhơn, cô từng nói nhỏ rằng cô muốn con chúng cháu để đi học chứ chúng nó không có cho đi. Hành trình đến lớp của cô không có dễ dàng. Từ Quy Nhơn, cô và mọi người để ở nhà hàng quen, hàng ngày đó mấy chặng xe mới đến được cái lớp. Lớp lạ vậy nhưng cô luôn